trên, không ít những trai xinh gái đẹp bỗng nổi tiếng chỉ sau một đêm nhỡ sở hữu nhan sắc giống với người nổi tiếng. Bản sao của ca sĩ, diễn viên, nổi tiếng luôn có sức hút không nhỏ và khiến dân mạng xôn xao, tò mò. Mới đây, một cô nàng có tên Tiêu Ngọc tên thật, Phạm Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1996, đã nhận được nhiều sự chú ý ví được ví dụ như bản sao của ca sĩ Hoài Minh Diệp. Bộ ảnh Tiêu Ngọc áng dài trắng tinh khôi thu hút mọi ánh nhìn với nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt cứ như chị em sinh đôi với người chị của gia đình qua dăm buộc. Tiêu Ngọc được nhận xét là có nhiều nét giống Hoài Minh Diệp. Được biết hiện tại, Tiêu Ngọc đang là giảng viên trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội. Trước kia, cô từng là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Liên hệ với Tiêu Ngọc, cô nàng cho biết, thực ra cũng không phải lần đầu mình nghe mọi người nói mình giống ca sĩ Hoài Minh Diệp. Vô tình thôi khi ngày xưa xem các chương trình của nữ ca sĩ khi tham gia, mình đã rất yêu thích cô rồi, bạn bè bảo có nét giống, xong mình tự soi gương thấy có đôi chút nét gì đó thật. Nữ giảng viên sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, rạng rỡ. Không những thế, chính ba mẹ của cô nàng cũng nhầm rằng khi nhìn thấy hình ảnh của nữ ca sĩ trên mạng xã hội còn tưởng đó là con gái của mình. Kỷ niệm đáng nhớ là có lần thấy ảnh ca sĩ Hoài Minh Diệp trên Facebook, bố mẹ còn nhầm mình với người mà mình hâm mộ và yêu thích. Lúc đó thực sự mình thấy rất vui. Dẫu vậy, nàng giảng viên không muốn bị mang tiếng là cái fame hay là cái bóng của người khác. Thực ra ai cũng muốn là phiên bản duy nhất của chính mình, nhưng khi được giống với ca sĩ Hoài Minh Diệp, nó cũng giúp mình được mọi người để ý hơn hay như việc đi đâu cũng sẽ được nhận được sự chú ý hơn một chút xíu. Tiêu Ngọc cho biết. Được biết, ngoài thời gian lên lớp, chính còn tham gia đóng một loạt phim sitcom như Lớp học bá đạo, Trúc ơi, Tao yêu mày cùng nhiều, clip quảng cáo. Cùng xem thêm một số hình ảnh của cô nàng này. Cô nàng tham gia đóng phim. Góc nghiêng khá giống Hoài Minh Diệp.